bánh mì sữa đặc biệt sơn lo 5.000 một hộp. Cô gái than thở chưa bao giờ mua được bánh mì của chú bán dạo. Dân mạng xem video lập tức đồng cảm. Với nhiều người, những chiếc xe bán hàng rong như là bánh mì, kẹo kéo, kem đi qua nhà là một kỷ niệm gắn bó và rất khó quên. Cứ mỗi lần thấy tiếng rao quen thuộc là lại vội lao ra để mua ngay một chiếc bánh hay chiếc kẹo. Dù chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng cái cảm giác đó vô cùng thích thú. Hay đôi khi lại có những kỷ niệm dở khóc dở cười như thế này. Chuyện là gần nhà cô gái này cũng thường xuyên có một xe bánh mì dạo đi qua. Mỗi lần đi tới là lại có tiếng rao vang lên. Ấy vậy mà, dù có chạy nhanh đến mấy, cô gái vẫn chưa lần nào mua được bánh mì. Và đây chính là lý do. Xem clip thì chắc chắn ai cũng choáng trước tốc độ đi xe của anh bán bánh mì đúng không? Chẳng rõ vì lý do gì mà bán bánh mì dạo nhưng anh bán bánh mì lại đi nhanh như vậy. Điều đó khiến cho cô gái chủ nhân clip dù đã cố chạy ra rất nhanh nhưng vẫn chưa lần nào kịp. Cảnh tượng khiến cho dân mạng ai cũng dở khóc dở cười. Em đã bấm dừng video rồi mà chú vẫn không chịu dừng lại. Chỗ tôi cũng vậy, nghe tiếng rao là chuẩn bị sẵn xe máy để chạy theo chứ chạy bộ không bao giờ đuổi kịp. Thật ra ổng bán hết rồi nhưng mà làm biến tắt cái loa. Ai đuổi kịp thì mua, không thì thôi nha. Mong là anh bán bánh mì sẽ xem được clip này và từ sau đi qua đây thì đi chậm lại một chút nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.